Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 12 tháng 6. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo giờ địa phương. Những thông tin quan trọng nhất sẽ đến từ khu vực Sumy. Chúng ta đã thảo luận về những thông tin ở đây trong bản cập nhật lần trước. Tuy nhiên, hãy cùng nói về chúng một lần nữa. Video đầu tiên được đăng tải trên kênh Telegram Kadyrov95. Đây là kênh tin tức của nguyên thủ Cộng hòa Chechnya. Dựa theo kênh tin này, quân đội Nga trong 24 đến 48 giờ qua đã thành công xuyên thủng phòng tuyến quân đội Ukraine băng qua biên giới và thành công chiếm đóng toàn bộ Tiotkino. Sau đó, nhiều bên đưa ra nhiều suy đoán khác nhau. Về phía nguồn tin Ukraine, ban đầu thì họ nói rằng đây chỉ là tin vịt vô căn cứ. Quân đội Nga có thể đã tiến vào khu định cư nhưng đã rút lui ngay sau đó. Sau đó thì kênh tin này thay đổi quan điểm một chút. Họ nói rằng khu định cư là vùng xám, vì thế không có gì quan trọng. Quân đội Nga đã tiến vào khu định cư rất nhiều lần trong quá khứ, và đối với người Ukraine thì cũng vậy. Nói chung là không có gì đặc biệt, vì thế mọi người không nên quá lo lắng hay chú ý vào sự kiện này. Tuy nhiên đến sáng nay thì video xác minh đã được đưa lên, kiểm chứng cho các bước tiến của người Nga. Vậy là không có gì để bàn cãi, do đó mình cũng đã thay đổi hệ thống bản đồ. Tiếp theo, chúng ta nhận được rất nhiều video cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực ở khu vực Holysipske, Budki và Volfine. Toàn bộ phạm vi này đều đã bị người Nga công kích ác liệt. Và đến thời điểm ngay trước khi mình làm video này, chúng ta nhận được một bức hình rất quan trọng. Chính là đây. Lính Nga cầm một lá cờ trên tay, xác nhận rằng họ đã chiếm được một thị trấn có tên Ryshovka. Dựa theo thông tin đăng tải, đợt tấn công này không chỉ được phụ trách bởi biệt đội Akhmat, mà còn có cả sự tham gia của các lực lượng Wagner cũ. Vậy, một trong những lực lượng tấn công thiện chiến và tinh nhuệ nhất thế giới đã và đang có mặt ở khu vực Sumy. Vì thế tất nhiên mục tiêu của họ sẽ không đơn thuần chỉ là những khu định cư nhỏ như là Ryshovka, mà sẽ là lớn hơn. Chúng ta khả năng rất cao sẽ tiếp tục nhận được các tin tức ở khu vực này trong những ngày tới. Để giảm thiểu những ồn ào liên quan đến sự kiện này, chính quyền Ukraine hiện tại đã chính thức ngắt điện cũng như Internet ở toàn bộ khu vực Sumy nhằm tránh những thông tin không cần thiết được đưa lên, cũng như là tránh gây ra sự hoảng loạn giữa những binh lính trên chiến trường và người dân Ukraine. Di chuyển đến tiền tuyến Kharkiv, quân đội Nga đưa lên cho chúng ta một video với nội dung là tổng hợp rất nhiều đợt pháo kích của họ ở khắp mặt trận này. Người Nga tiếp tục săn lùng các hệ thống pháo binh, kho đạn và nhà kho của quân đội Ukraine, và phân cảnh quan trọng nhất nằm ở cuối video. Nếu như các bạn còn nhớ, thì cách đây vài hôm thì mình có nói về việc quân đội Nga đã chặn đứng một phần kế hoạch phản công của quân đội Ukraine bằng cách cắt đứt một cung đường hậu cần, chính là phá hủy đập nước. Và ở cuối video chính là khoảnh khắc này. Như chúng ta có thể thấy, một phần của con đập đã bị phá hủy dưới kết quả của một đợt dội hỏa lực, có thể là bằng pháo binh hoặc tên lửa. Từ khi chiến dịch Kharkiv được kích hoạt, tức là tính từ ngày 10 tháng 5, thì người Nga đã phá hủy đập nước này tới 2 lần. Hãy cùng chờ xem nó sẽ còn bị phá hủy thêm bao nhiêu lần nữa. Di chuyển đến đường tiếp xúc giao tranh, chúng ta không nhận được quá nhiều tin tức ở khu vực Lipsy, ngoài một video cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái để săn lùng các vị trí của quân đội Ukraine ở khu định cư có tên Zelene. Những ngày gần đây thì trên kênh Telegram chính thức của nhóm quân Bắc cũng liên tục cập nhật việc họ gia tăng hỏa lực nhắm vào khu định cư này. Vậy khả năng cao là người Nga trong vài ngày tới sẽ phát động những đợt đầy trực diện với mục tiêu là chiếm đóng toàn bộ thị trấn. Nói tóm lại, quân đội Nga đã chuyển hướng mục tiêu của họ từ Lipsy sang đây. Trước mắt sẽ là chiếm được hai khu định cư có tên Zelene và Neskukne trước. Di chuyển đến Vovchan, trong hôm nay, chúng ta nhận được rất nhiều video để xác minh vị trí hiện tại của cả hai phe. Hãy cùng bắt đầu với quân đội Nga trước. Video này được đưa lên bởi biệt đội vận hành máy bay không người lái Barbarian. Họ săn lùng các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực bắc thành phố. Ngay khi phát hiện thì lập tức sử dụng bom chùm RBK-500 để dội hỏa lực như chúng ta đã thấy trong video. Vậy những cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra rất khốc liệt ở khu công nghiệp. Hiện tại thì quân đội Ukraine vẫn là phe đang giữ quyền kiểm soát. Đối với khu vực phía đông, chúng ta nhận được một vài video cho thấy cách mà quân đội Ukraine phản công. Khả năng cao họ đã đạt được những thành công nhất định. Những video này được đăng tải bởi lữ đoàn không vận số 82. Trong video này, ta có thể thấy sự di chuyển của quân đội Nga. Sau đó thì họ đã bị quân đội Ukraine dội hỏa lực vào. Dịch một chút về phía đông thì là video này. Nó được Deep State Map đưa lên, nhưng nguồn này thì cũng từ lữ đoàn số 82. Nội dung là máy bay không người lái đang tấn công vào quân đội Nga. Toàn bộ các video này được đưa lên từ sáng nay. Tuy nhiên sau đó,
Trước lúc mình làm video này thì có một kênh thân Ukraine cho biết lữ đoàn không vận số 82 dưới kết quả của một đợt giao tranh khốc liệt diễn ra từ đầu tháng 5 cho đến bây giờ đã chính thức mất khả năng chiến đấu do thiệt hại quá nặng nề, và hiện tại quân đội Ukraine đang cố gắng đưa họ về hậu phương để phục hồi lực lượng. Đây là lữ đoàn Ukraine đầu tiên phải rút lui khỏi chiến trường cho cuộc chiến trong thành phố Vovchan. Dù sao thì hiện tại cũng đã có một lữ đoàn khác thay thế cho họ, là lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36. Vậy lữ đoàn này sẽ là mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga. Di chuyển đến tiền tuyến Kupiansk, chúng ta tiếp tục nhận được một vài tin tức nữa ở Stepova, Novoselivka. Quân đội Nga trong hôm qua tiếp tục tấn công vào thị trấn này từ hai phía là Đông Bắc và Đông Nam. Tuy nhiên, một lần nữa họ bị đẩy lùi. Vì vậy người Nga đã quyết định thay đổi vị trí và chiến thuật một chút. Họ nhận ra vấn đề lớn nhất dẫn đến những thất bại chính là do những bãi mìn được bố trí xung quanh khu định cư. Do đó, họ đã điều động một chiếc xe phá mìn UR-77 đến đây. Nhưng tiếc là trong quá trình di chuyển, chiếc UR-77 này đã bị quân đội Ukraine phát hiện, và sau đó họ sử dụng máy bay không người lái để phá hủy nó. Nói tóm lại, những gì quân đội Nga cần làm bây giờ là dọn dẹp những bãi mìn trước. Chỉ là họ đã mắc sai lầm trong hôm nay. Di chuyển đến mặt trận Siver, quân đội Nga trong hôm qua thực hiện thành công hàng loạt đợt phản kích và đã khiến cho rất nhiều hệ thống pháo binh của quân đội Ukraine bị phá hủy. Ngoài ra, chúng ta còn có một tin tức chưa được xác minh. Nó được đăng tải ngay trước khi mình làm video này. Cho biết quân đội Nga dưới kết quả của những đợt giao tranh khốc liệt đã thành công chiếm lấy Bilahora, chính là phạm vi này trên hệ thống bản đồ. Đây là một cao điểm. Nhiều chuyên gia quân sự sau đó đã đưa ra quan điểm rằng nếu như người Nga mà chiếm được Bilahora thì tức là cũng đã chiếm được Siver. Cao điểm chiến lược này sẽ ép cho quân đội Ukraine phải rút lui khỏi toàn bộ mặt trận. Dù sao thì hãy cùng chờ đợi thêm để xem chúng ta có tin tức kiểm chứng cho điều này hay không. Sau đó thì ta có thể thảo luận kỹ hơn. Di chuyển đến Chashivka, chúng ta không có quá nhiều tin tức ở mặt trận này trong hôm nay. Vẫn chỉ là các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Nga ở khu dân cư Kanan. Xác minh đường tiếp xúc giao tranh và cũng xác nhận rằng họ đang kiểm soát được khu vực phía đông. Còn ngược lại, quân đội Ukraine là khu vực phía tây. Người Nga đang tiến rất gần đến những đợt tấn công cuối cùng cho khu dân cư này. Mục tiêu sẽ là khu vực thành lũy, là phạm vi mình đang vạch ra, cũng là phòng tuyến duy nhất còn sót lại của người Ukraine đang dựa vào. Đối với khu vực phía bắc và khu vực phía nam thành phố thì ta không có tin tức gì mới. Di chuyển đến tiền tuyến Avdiivka, hệ thống bản đồ ở Novo Alexandrivka đã thay đổi thành vùng xám. Vậy chính xác điều gì đã xảy ra vào 6 giờ sáng theo giờ địa phương? DeepStateMap, một mapper thân Ukraine đăng tải thông tin cho biết quân đội Nga đã chiếm đóng được hơn 50% thị trấn. Tất nhiên là không có video xác minh. Sau đó vào 11 giờ trưa cùng ngày, một mapper thân Nga cho biết quân đội Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ khu định cư. 95% đã thuộc về họ và 5% còn lại là một số vị trí của quân đội Ukraine mà họ đang cố gắng giải quyết nốt. Chưa hết, đến 4 giờ chiều, một kênh tin Ukraine đưa lên một bài đăng bổ sung thêm tình hình lúc đó. Họ cho biết tiểu đoàn số 118 trực thuộc lực lượng vũ trang đã tự ý rút lui khỏi Novo Alexandrivka mà không thông báo cho các đơn vị phụ trách những khu vực lân cận. Nếu như bạn chưa biết, đối với hàng cây này thì có thể do một tiểu đoàn phụ trách. Tuy nhiên, đối với hàng cây bên cạnh thì có thể lại do một trung đội từ một tiểu đoàn khác chịu trách nhiệm phòng thủ. Tổng kết lại, khi quân đội Nga tổ chức những đợt tấn công dấn sâu ở Novo Alexandrivka, tinh thần của tiểu đoàn số 118 đã vụn vỡ. Họ quyết định sẽ bỏ chạy luôn ngay khi thấy quân đội Nga xuất hiện. Sai lầm của họ ở đây là không thông báo cho những đơn vị khác ở khu vực lân cận. Dẫn đến giờ đây, sau khi chiếm được những con phố hay những tòa nhà trống trong khu định cư, quân đội Nga hoàn toàn có thể đi vòng và đánh vào sau lưng của bất kỳ một vị trí nào của quân đội Ukraine ở khu vực này. Điều này có thể khiến cho toàn bộ phạm vi tiền tuyến ở đây sụp đổ. Trường hợp này là mình nhớ đến Ocheretine. Nếu như bạn đã quên, lữ đoàn chịu trách nhiệm phòng vệ khu định cư này vào lúc đó là lữ đoàn cơ giới hóa số 110. Họ cũng đã tự ý rút lui và không cảnh báo cho những đơn vị ở khu vực lân cận, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của thị trấn này cùng với toàn bộ những phạm vi xung quanh. Chúng ta đã được chứng kiến bông hoa Ocheretine nở rộ như thế nào. Hãy cùng chờ xem sắp tới có bông hoa Novo Alexandrivka không. Khả năng cao là có. Quân đội Nga trong thời gian tới có lẽ sẽ chiếm thêm được một khu định cư rất lớn nữa như thế này. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì về cơ bản quân đội Ukraine không lường trước được tình huống này để mà họ thiết lập các hàng rào phòng thủ tử tế. Đối với Sokin, chúng ta có được một video cho thấy hình ảnh một chiếc xe tăng Abrams bị phá hủy và bị bỏ lại. Gần đây thì những video liên quan đến thiệt hại về mặt phương tiện và tăng thiết giáp đang được đưa lên khá nhiều. Vậy việc quân đội Nga chiếm đóng được toàn bộ khu định cư này chỉ còn là vấn đề thời gian. Bộ Quốc phòng Nga sẽ đưa lên thông báo rất sớm thôi.
Tương tự đối với Novopokrovsk. Video đầu tiên cho chúng ta thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào một chiếc Bradley. Video thứ hai còn thú vị hơn. Quân đội Ukraine điều động trực thăng của họ tấn công ngay sát đường tiếp xúc giao tranh. Việc này trên thực tế tất nhiên là không nên làm. Tuy nhiên, có vẻ như quân đội Ukraine cũng không còn lựa chọn nào khác. Việc có quá nhiều đơn vị tự rời bỏ vị trí đã ép cho họ phải điều động cả trực thăng. Dù sao thì đây cũng là một việc hết sức nguy hiểm. Khoảng cách từ khu vực những chiếc xe tăng này xuất hiện đến vị trí gần nhất của quân đội Nga chỉ còn khoảng 2 km mà thôi. Người Nga thử sức để phá hủy chúng. Di chuyển đến Krasnohorivka, chúng ta bắt đầu nhận được các video ở khu vực phía đông thành phố. Video đầu tiên cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào các tòa nhà. Sau đó thì họ dội hỏa lực bằng bom FAB, pháo binh và tất cả những vũ khí mà họ có. Video thứ hai nằm dịch xuống phía đông nam so với video đầu tiên thì có nội dung là quân binh Nga tấn công vào một dãy chiến hào. Dựa vào video này thì mình đã thay đổi hệ thống bản đồ cho thấy toàn bộ khu vực cánh đồng ở đây thuộc quyền kiểm soát của quân Nga. Trước đó thì nó là vùng xám do chúng ta không nhận được tin tức gì. Đối với các dãy chiến hào dày đặc ở đây thì có lẽ ta sẽ cần phải đợi tiếp. Dù sao thì mình nghĩ người Nga cũng đã giành được chúng. Tiếp tục là hàng loạt các tin tức ở khu vực Kostiantynivka và Vuleda. Tình hình ở khu vực này chứa được cập nhật bởi các bài đăng từ lữ đoàn không vận số 79 và lữ đoàn chịu trách nhiệm cho việc phòng thủ Kostiantynivka và các phạm vi lân cận. Trong hôm nay, họ tiếp tục cho biết giao tranh đang diễn ra ở khu vực ngoại ô phía nam thị trấn. Người Nga đã tổ chức rất nhiều đợt tấn công từ hướng này trong những ngày qua. Việc này khả năng cao sẽ còn kéo dài trong khoảng 72 giờ tới. Và đến lúc đó thì có khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến những đợt giao tranh đầu tiên ở trung tâm khu định cư. Bên cạnh đó, lữ đoàn số 79 cho biết quân đội Nga đang ngày càng tiến gần đến đường T0524. Đây là tuyến đường nối liền Vuleda với Kostiantynivka. Bởi người Nga hiện đang đẩy rất mạnh mẽ từ Slotke dọc theo cung đường giao thông nhằm tới tuyến đường này. Chưa hết, chúng ta có một vài video ở khu vực cánh đồng nằm giữa Vodiane và Mykinske. Nội dung của chúng là quân đội Nga sử dụng xe tăng và pháo binh để dội hỏa lực vào khu vực này. Tức là họ cũng có những sự chú ý nhất định ở đây. Vậy theo mình đoán thì sắp tới, chúng ta sẽ phải thay đổi hệ thống bản đồ, cho thấy một khu vực nữa như thế này thuộc về người Nga. Tiền tuyến Nam Donetsk có thể không trụ vững nổi trong một tháng nữa. Hình thể tiền tuyến chắc chắn sẽ khác hoàn toàn so với giai đoạn trước. Di chuyển đến Vremevsky, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga chính thức chiếm đóng toàn bộ Staromayorsk. Họ cũng đã đảm bảo an toàn thị trấn này. Chúng ta có cả video xác minh cho thấy lá cờ của Nga được gắn lên nóc của tòa nhà nằm xa tít về phía bắc khu định cư. Tức là đã không còn nghi ngờ bất kỳ điều gì về việc này. Chưa hết, chúng ta còn có cả video cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực nhắm vào những khu định cư nằm ở phía bắc, xác minh rằng họ không chỉ đang tiến sâu hơn trên mặt đất, mà đối với những mục tiêu của pháo binh thì chúng cũng đang dịch chuyển lên xa hơn. Urosaine có lẽ cũng sụp đổ rất sớm thôi, hoặc ít nhất là khu vực trung tâm khu định cư này sẽ thành vùng xám. Người Ukraine sẽ rút lui về phần phía bắc này, sau đó dựa vào các công sự và chiến hào ở đây để cố gắng câu kéo thời gian lâu nhất có thể. Dù sao khả năng cao là sớm hay muộn họ cũng sẽ phải bỏ lại khu định cư này mà thôi. Đối với Robotyne thì chúng ta không có tin tức gì mới. Vì thế, hãy cùng dịch chuyển luôn đến mặt trận Kherson, do chúng ta có khá nhiều video kỳ lạ và thú vị. Tiếp tục là hàng loạt các video cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái để tấn công ở Tiahinka. Đây là điều kỳ lạ mà mình nhắc đến. Lần gần nhất mà tần suất tấn công của người Nga cao như thế này là cuối năm ngoái, đầu năm nay, lúc mà quân đội Ukraine vẫn còn một vài chỗ đứng ở Krimki. Tuy nhiên, giờ thì khác. Người Ukraine chẳng còn bất kỳ một vị trí nào ở Krimki nữa. Vậy lý do gì mà quân đội Nga lại công kích Tiahinka nhiều đến như vậy? Có hai khả năng. Một là quân đội Ukraine đang dục dịch một thứ gì đó ở khu vực này. Hai chính là quân đội Nga mới là bên có ý định vượt sông. Họ dự định sẽ tạo ra một vài bất ngờ dành tặng cho quân đội Ukraine. Dù sao thì cũng không cần phải quá đoán mò. Chúng ta sẽ có được câu trả lời chính xác rất sớm thôi. Ở Sadove, chúng ta có một video. Hôm nay thì là các đợt đánh bom FAB khiến cho một vài nhà kho bị phá hủy. Lùi thời gian về đầu tháng thì chúng ta cũng có thể thấy được sự tập trung hỏa lực nhất định của người Nga ở đây. Tức là có thể họ cũng đang toàn tính gì đó. Đối với tin tức chính trị, Thư ký Ủy ban Nghị viện về Công sự và Máy bay không người lái M. Bonda cho biết hiện tại khoảng 30 thủ tục tố tụng hình sự đã được mở vì tội biển thủ công quý trong quá trình xây dựng công sự. Tổng số tiền là hơn 500 triệu đô la.
Vậy những người chịu trách nhiệm trong việc xây dựng các công sự ở tiền tuyến hiện tại đang bị điều tra xét xử. Một điều nữa ở bán đảo Crimea mà mình muốn ta cùng thảo luận. Quân đội Ukraine trong 24 giờ qua đã thực hiện một đợt tấn công tên lửa quy mô nhắm vào bán đảo. Chúng ta có hai bản thông báo, một là từ phía quân Nga và hai là từ phía quân đội Ukraine. Về phía quân đội Nga, họ thông báo có 12 quả tên lửa thuộc loại ATACMS đã được người Ukraine triển khai và hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ được 12 quả. Tuy nhiên, về phía quân đội Ukraine thì hoàn toàn trái ngược. Họ thông báo đã thành công phá hủy hai hệ thống phòng không S-300 và S-400 của quân đội Nga. Chưa hết, họ bổ sung rằng quân đội Nga không hề bắn hạ được bất kỳ một quả tên lửa nào. Vậy giống như ở Sumy, cả hai phe cho chúng ta hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, đối với khu vực này, chúng ta đều hiểu rằng nếu như đúng là quân đội Ukraine đã tiêu diệt được tới 3 sư đoàn phòng không, thì về cơ bản họ đã đàn áp được lực lượng phòng không ở bán đảo. Tức là kiểu gì trong những ngày tiếp theo, họ cũng sẽ cố gắng tận dụng lợi thế này. Ví dụ như là tìm cách phá hủy cây cầu ở bán đảo một lần nữa. Nếu như người Ukraine không làm điều này, khả năng cao những gì họ tuyên bố là không đúng sự thật hoàn toàn. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến trong những ngày tiếp theo, để chúng ta xác định xem phe nào mới là phe nói thật. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.